Nam mô Thập Phương Thượng Độ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thượng Độ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thượng Độ Tam Bảo, Tam Đại Chứng Minh. Hôm nay ngày 16 tháng Giêng năm Tân Sửu 2021, hiện tiền đệ tử chúng con cũng đối Phật tiền thành tâm phụng Đại Thừa Pháp Bảo Dược Sư Môn Huyền Công Đức Kinh. Cầm niệm Phật Công Đức Huyền hồi hướng cầu nguyện quốc thế dân an, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân an lạc, nhà nhà ấm no hạnh phúc, bình an phước lời nguyện thập phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Tăng Tăng Thủy Từ chứng minh gia hộ Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Đốt nén tâm hương trước Phật Đại, ngụ phần dâm trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác nghe hạnh phúc bình an khắp vạn loài. Đốt nén tâm hương cung Phật Đà, lòng thành gửi thuận chốn bao la, cầu xin Tam Bảo Thường Gia hộ đạo Pháp hoằng thông đến mọi nhà. Trung hương kinh nguyện ở Ba Bà, nhớ lời di quốc Đức Thích Ca, thần chú dược sứ kinh tán tụng nguyện cầu ba tăng nạn tai qua. Nam mô Ứng Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Ứng Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Ứng Cúng Dường Bồ Tát. Đăng Phật Vương Vô Thượng Ba Cõi Chánh Bằng, thầy dạy khắp trời người, gia lâm chúng bốn loài quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ sinh dương cùng tan tan ức kiếp không cũng thành nhân tâm đảnh lễ. Nam mô tầm hư không biện pháp chớ qua hiện bị đại vô lượng thượng trụ Phật Bảo Phật Đà Gia. Giờ quá hiền vị bái vô lượng thượng trụ Pháp Bảo Đà Ma Gia. Thế tâm mà đảnh lễ Nam mô thần ngữ công biến pháp, giờ quá hiền vị bái vô lượng thượng trụ Tăng Bảo Tăng Gia. Thế tâm đảnh lễ Nam mô Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Như Lai, ngờ cõi ta bà cũng chư Phật khắp pháp mẹ giới dược bổn ma sư Thích Na Ca Mâu Ni Phật. Cùng mẹ đệ nhất đàn tương tốt thành thành như sư
Nam mô Dược
Phật sự lưu ni quán hương Như Lai, cõi tình lưu ni phương Đông cùng chư Phật khắp pháp giới dược. Nhưng ông đàn đề Nam Mô Bổn Nguyện Công Đức Dược Sư Kinh Quang Đảnh Chú cùng chư Tôn Pháp ở khắp pháp mẹ giới dược sư. Nhưng ông đàn đề Bồ đề tăng đoan tăng ba tăng ba mang ra mang em mang
Có một thế giới tên là Tịnh Lưu
Tùng dược
Phật dược sư Phật thì cũng sẽ được văn thù sơ lời Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Cũng Đại Thế Bồ Tát Vô Tận Ý Bồ Tát Bảo Đàn Hoa Bồ Tát Dược Phương Bồ Tát Bơ Khắp Mười Phương Chỉ Lối Đưa Đường Đến Áo Thất Bảo Sanh Sao Xuyên Bao Của Phật Di Đà Hoàng Lên Cõi Trời Đời Trời Ứng Phước Tôi Trời Đã Hết Tranh Đại Nhân Giang Lan Chuyển Luân Vương Được Người Tôn Kinh Bồn Phương Yên Tình Công Có Ác Ma Tình Đấu Thương Đức Vô Lai Này Lạnh Thù Sư Đời Sau Khi đến thuyết đà đã đi thành chỗ tiêu tai chờ bồ tát sanh ở đời sau gặp bệnh nan y nên thì chỗ này báo bác được sạch không có vi trùng cho thành nhận dùng niệm được khoe mạnh bồ tát đã hành nhận thuộc cứu người phước nhiều vô lượng hiện đời Tình bản diễn tô văn vô thường chánh giác bây giờ ba thù Bồ Tát xin Phật truyền ba kinh này giải ngắt trừ tai cứu đời mơ nào được Phật lại báo nếu có người nào cũng dường câu phước thì trước phải tạo bây thường Cái hoa dân hương đốn liền tục mang giữ tâm thanh tịnh không dần không buồn thương cho chúng sanh khởi tâm cơ hồ luôn nhớ bốn nguyện công đức của Phật dược sư đông tốn chia tư dạy người làm phước đường gánh tay nắng nước đôi lửa cháy quang lại hình hình dưới biển ca trình trên non hồ giữ sư tử đọc xa danh giá khắp nơi hết đường chạy thoát nhờ có ca lành đời trước đến nhớ danh hiệu của Phật dược sư Thôi này nếu đấy văn bậc điều có phần tự lỡ pháp giới công sơ lộ tan đồ bệnh trong tôn tớ dược sự lưu lý quan hướng như lời nhờ công đức này khỏi được sanh tứ nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sanh chức được tiêu tan Bồ Tát Dương Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai liền hết khổ đau á sanh bao lệ mẹ con bình an Phật hỏi a nan có tiếng việc ấy a nan đứng dậy nà bạch phật răng mặt tắt nóng lên mặt trời lên đời đời thôi Như Lai từ cao không tin lời Phật sẽ thì thôi là cử chúng ban đồ bây giờ trong chung hội này có một Bồ Tát tên là cứu thoát quỳ gối chắp tay bạc với Phật rằng bạch đức thế tôn sau khi Như Lai diệt độ bạn bè nên nóng đô giờ mà vẫn không ngồi lại thầy sư giả diễn má sau khi kiểm tra đưa ông về địa phú đang chờ xin sự nếu có phật tử thì người bệnh này được đủ bay thầy tiểu phan tục mạng thân thức người này có thể đỡ lại nhờ mọi việc ở chốn âm ti cho đến từ đầy siêng năng tôn phước dấu sanh trong đời hữu trường mà vẫn an lành bây giờ a nan cũng hiểu rõ ràng về đèn tục mạng cùng với thần pha Phật Bồ Tát bất đức a nan ở trong thế gian nếu có kẻ bệnh muốn được bình an tất cả người thân phải giữ tam phần trai giới mở họ bố thí cũng dường chúng ta lập đèn kéo phan tục mạng đức bảy hình tượng Bồn mạng chớ tăng có nguyên để Phật dược sư giảng khắp trừ tai thảo chú làm đủ việc tay bình khổ tiêu trừ bây giờ a nan nói mạng đã hết làm sao không chết mà được sống thêm Nguyện làm văn và đèn tụng mang để khỏi tai nạn
được sống lâu dài chỉ là tư hoàn này thật chưa hết số nhưng vì qua khổ nên phải chết oan. Thứ nhất người bệnh không thù thương ăn không người chăm sóc, thứ hai nhân vẽ chơi bời đam mê tử sắc, thứ ba bị mắc vì sự tử hình, thứ tư chết chìm từ nắng chết cháy như nào bị thứ bảy rơi từ trên cao, thứ tám bị cô đau vì lòng khước độc tự chi hoàn làm nên hoàn tử lại nướng ăn ở trên thế gian. Thường làm việc ác diêm phương trừ pháp nên giam tuổi đời ta, khuyên các người phóng sanh tu phước để được thọ mạng lâu dài. Nhưng do đại thương cùng với thần bệnh tất cả quý thầy ban bảo vì nguyện thì đạo cứu giúp người đời bất cứ nơi nào kinh này nếu vô nguyện lòng ủng hộ người chỉ kinh này tốt ở nam tay dùng giấy năm màu cũng tên ta vào thì tụng tử tái thân chủ ước nguyện đầy đủ mới thao gây ra tên của chúng ta là cũng tỳ na đại tướng. Sàng đề la đại tướng nhân đa la đại tướng ba di la đại tướng ba hổ la đại tướng chân đa la đại tướng chiêu độ la đại tướng tỷ la đại tướng tướng ngơ ta bà đại tướng cùng với thần binh cứu đồ dũng sanh đền ơn chư Phật đa nàng lại bài kinh gọi tên gì làm sao thọ trì xin Phật chạy báo thế tôn lại bảo kinh ngồi dược sứ lưu đi quán vương như lại bốn nguyện công đức trên miệng thân vô cũng gọi bà trừ những thiết hiện trước ma thọ trì Phật nói lời này chữ đại Bồ Tát Bát Bộ Thiên Long tất cả thế gian đời đức A Nan tám ngàn thân chúng đều rất vui mừng tiếng thọ phụng hành na dương sư quan đảnh dương ông nam mô bạc trà phán đê bê sa xà tu lỗ tức nó lưu lị ba ngàn ta ra sa già đá ta nghiếp đa già ra đê quan biểu tam bồ đa già đá địa ta bê sa thê nam mô ba mặt nam mô đa đảnh xà lỗ lỗ tức nó lưu lị ba ngàn ta ra sa già đá Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Chiều chỉ linh phước tin chủ thọ báo cương định
Bồ Tát
biển Diêu Bồ Tát. Nam mô Thập Nhị Dược Xoa Đại Thần Tượng. Nam mô Thập Nhị Dược Xoa Đại Thần Tượng. Nam mô Thập Nhị Đại Thần Tượng. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà, mười phương chư Phật vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng, đệ tử lâu đời tham dâm thiếu căn si mê đồng mà đáp ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi tâm mẹ thành tâm sám hối thề tánh điều dưỡng nguyện làm biết lành hướng mong ơn Phật từ bi gia hộ Phật không thật bệnh để Phật không phiền não này Phật nhiệm mẫu để mẫu ra hồi đúng hồi trí tuệ sáng suốt Phật thông tự tại đặng cứu độ các bậc tôn trưởng cha mẹ anh em mà thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tất cả muôn loài để nghe kinh quyết lòng bỏ vòng để cầu chân cùng nhau dự phá cho còn mãi đặng phụ lời ban của Thích Tôn mà nghe muôn bỏ trong gian hồi hưu phiền nương theo diệu nghĩa mà tu tập khi mãn duyên phàm được đến tiếng hoàng về cõi Phật nữ đài sen thiên điều ngộ chân như chân đào thiền tâm tự mở rộng đến vô biên tương hảo quang bình tự trang nghiêm mọi loài trông thấy điều đẳng thản diệu quá bồ đề tịch diện nam mô pháp chư thiên bồ tát nam mô bồ tát nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát ma tát phong kinh dược sư cầu an công đức thù Phổ lượng quán phật xa cái nguyện tiểu pháp chưa được phiền não nguyện đặt trí huệ chưa minh tiểu phổ nguyện tôi chưa tất tiểu trừ thế kế tương hành bồ tát bảo chúng ma tu phật liên qua vị phụ mẫu qua hai kiện phật ngộ bốn sanh bất thôi bồ tát vị tạng nữ nguyện nhị thứ công đức phổ cập na đăng giữ chúng sanh giai đoạn thành phật đạo. Nam mô hiện tòa đạo tràng ta ba giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đạt đại chứng minh. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiểu Tái Viên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quán Đức Phật đạt đại
16 tháng giêng năm Tân Sửu 2021, mà đệ tử chúng con cũng đối đàn tràng dường sư pháp hội phát tâm trì tụng dược sư bốn nguyện tôn kinh trì chú, dược sư niệm Phật, dược sư nguyện hồi hướng công đức cầu bình an cho gia đình. Nguyễn Văn Hưng sinh năm 1953, Nguyễn Thị Nguyệt sinh năm 1959, Nguyễn Văn Tâm sinh năm 1982, Ngô Thị Hoa sinh năm 1983, Nguyễn Đăng Khoa sinh năm 2010, Nguyễn Hoàng Gia Báo sinh năm 2017, Nguyễn Văn Quý sinh năm 1985, Võ Thị Hậu sinh năm 1985, Nguyễn Võ Hoàng Sơn sinh năm 2011, Nguyễn Việt Cường sinh năm 1987, Nguyễn Việt Thịnh, Nguyễn Văn Thịnh sinh năm 1991, Phạm Thị Vân sinh năm 1989, Nguyễn Hồng Án Dương sinh năm 2017. Cấm hồi hướng công đức cầu bình an hiện tiền chư nam nữ phật tử tại đạo tràng cùng thân bằng quyến thuộc chúng đắng. Cũng thừa thứ công đức này thân tâm an lạc, thường được an lạc nguyện chúng đa các khánh hà bảo bình an thu tóm tam tai động kinh bánh phước hưởng vọng phẩm âm tùy từ chứng minh gia hộ độ trì cập vị tri tiết chư vị tiên linh hương linh cửu huyền thất tổ chư vị tiên linh hương linh ký quy thiên long tử chư vị âm linh âm hồn cô hồn hoành hồn sa đẳng chúng cũng thừa tư công đức lai đa phật tiền thỉnh pháp văn kinh thông xã bê đồ siêu sanh tịnh độ phổ nguyện an siêu dương thành phật giới chúng sanh đồng thành phật đạo nam mô. Yeah.